Các đội bóng Đông Nam Á đã bước vào giải đấu trong khu vực. Đây cũng là sự khởi đầu cho hành trình hướng về giải U23 châu Á. Với bản lĩnh của nhà vô địch U23 Việt Nam đặt mục tiêu và đến vòng chung kết của giải đấu này. Giới bóng đá châu Á ngầm hiểu rằng U23 Đông Nam Á tại Rayong, Thái Lan sẽ là bước chạy đà của đội bóng Đông Nam Á cho giải U23 châu Á. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC viết, các đội tham gia giải U23 Đông Nam Á không chỉ theo đuổi vinh quang khu vực mà còn sử dụng giải đấu này để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 9. Trước đó, hầu hết các đội bóng tham dự giải U23 Đông Nam Á năm nay đều hé lộ kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, dùng giải đấu khu vực làm nơi tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ, phát hiện nhân tố mới trước khi tham gia vòng loại U23 châu Á. AFC tiếp tục chia sẻ về lực lượng của các đội mạnh nhất ở giải U23 Đông Nam Á năm nay. Ở bảng A, huấn luyện viên Isala Sritaro của Thái Lan đặt niềm tin vào đội hình mới, chỉ còn sót lại 3 cầu thủ từ SEA Games 32. Tiền đạo ngôi sao của U23 Thái Lan là Suphanat Muanta, người vừa gia nhập đội bóng chuyên nghiệp của nước Bỉ, Oleven, không được triệu tập cho giải U23 Đông Nam Á, AFC thông tin thêm. Ngoài chủ nhà Thái Lan, các ứng cử viên còn lại cho ngôi vô địch có Indonesia, Malaysia, U23 Việt Nam. AFC dĩ nhiên không thể bỏ qua các đội bóng này. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á phân tích, ở bảng B, hai nền bóng đá kình địch lâu năm Indonesia và Malaysia sẽ tranh suất vào bán kết. Indonesia sẽ dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong. Vị huấn luyện viên này sẽ giữ lại 10 cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 32, nhưng không gọi các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vào đội tuyển. Còn Malaysia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Elavarasan, đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết, vẫn là những dòng được viết trên website của AFC. Dĩ nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á không thể bỏ qua đội tuyển U23 Việt Nam khi viết về giải Đông Nam Á. AFC bình luận, đương kim vô địch U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Philippines và Lào. Quyết định của VFF cử đội U20 tham dự giải U23 biến bảng đấu của U23 Việt Nam trở nên rất khó đoán. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt một tập thể mà ông rất quen thuộc, những người đã gắn bó với ông Tuấn ở các đội tuyển U17, U20 trước đây, AFC khẳng định. Theo điều lệ, ba đội dẫn đầu bảng đấu tại U23 Đông Nam Á năm nay sẽ giành quyền vào bán kết. Suất bán kết còn lại sẽ thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.